Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Chiều tối 5 tháng 9 vừa qua, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện thông tin danh ca Khánh Ly qua đời khiến không ít khán giả bàng hoàng sửng sốt. Tuy nhiên, ngay sau đó, ca sĩ Quang Thành, người đại diện của danh ca Khánh Ly ở hải ngoại khẳng định nữ nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh bình thường và đang chuẩn bị cho chuỗi ngày biểu diễn tại Việt Nam. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn ấy dù nguyên nhân vẫn là điều bí ẩn. Trao đổi cùng chúng tôi, ca sĩ Quang Thành cho hay, sau khi xuất hiện tin đồn trên, anh có cho danh ca Khánh Ly xem những thông tin, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Bà chỉ cười, người đại diện cho nữ danh ca tâm sự. Bà rất bình thản và không ngại nói về cái chết. Điều danh ca Khánh Ly trăn trở nhất chỉ là nỗi sợ không còn được cất tiếng hát. Bà từng nói, tôi luôn ước có một ngày được hát rồi chết luôn cũng được. Hoặc, tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người vì đã được gặp Trịnh Công Sơn năm 1964 và được sống trọn với nhạc Trịnh 50 năm chưa rời một bước, nhưng trong đời sống, không có cái gì có thể tồn tại mãi mãi ngoài âm nhạc và nghĩa tình. Tôi sợ, một ngày mai thức dậy, sẽ không còn được cất lên tiếng hát ngày nào danh ca Khánh Ly năm nay đã ngoài 70 tuổi. Những vui buồn, sướng khổ của chuyên chuyên kiếp người, bà đều đã trải qua để rồi nhận ra cuối cùng chỉ còn kỷ niệm và tình yêu ở lại. Lý giải nỗi bình thản mỗi khi nhắc đến cái chết, danh ca Khánh Ly cho rằng, con người ta chỉ sợ những điều mà mình không biết còn với bà hiểu. Được và tin chắc rằng sự sống chết, đến và đi, được và mất, đều không ngoài quy luật. Ở đoạn cuối này, tôi cảm thấy mình được quá nhiều của cuộc đời. Tôi biết đủ để tìm hạnh phúc cho mình vì không phải lên vách nào nữa. Nếu còn một ngày giờ nào, tôi chỉ mong được cùng những người bạn vòng tay nhân ái và Quang Thành chia sẻ yêu thương đến với những người bất hạnh. Các trẻ mồ côi dẫu chỉ bằng một nụ cười, tôi đang cảm nhận từng phút với hạnh phúc ấy. Nữ danh ca tâm sự. Bà nói, bản thân mình cũng đã chuẩn bị cho sự ra đi vĩnh viễn. Tôi đã dặn các con, nếu ngày mai tôi ra đi, các con mang cho mẹ giải ra ngoài sông hoặc lên rừng, trên đồi núi cũng được. Nhưng nếu con bảo để sau vườn, trong nhà thì cũng chả sao vì trở về với cát bụi. Mình nhắm mắt rồi linh hồn ra khỏi chỉ còn xác thôi thì sao cũng được. Đốt cũng thế mà chôn cũng thế thôi. Nữ danh ca trải lòng, từ khi chồng mất đi, danh ca Khánh Ly vẫn sống bên hải ngoại nhưng liên tục có những chuyến trở về Việt Nam làm thiện nguyện và biểu diễn. Mỗi khi trở về căn nhà nhỏ, bà sống giản dị, chan hòa với thú điền viên, giai nhân âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khoe. Bà có một khu vườn xấu xí lắm vì lâu nay hễ thích cây gì là đi mua rồi trồng xuống đất, không cần tính toán về khoảng cách, thẩm mỹ. Những cái cây dưới bàn tay chăm sóc hồn nhiên của bà cứ thế lớn lên. Đến bữa cơm thèm trái ớt trái chanh là bà chạy ra vườn hái. Bây giờ, sống chỉ để chờ chết thôi mà. Bà nói vui vui nhưng khóe mắt như có nước. Nữ danh ca. Có bốn người con. Bà kể, ngày còn chồng thì bà nghe lời chồng. Bây giờ nghe lời các con. Bà nói, không phải tôi sinh ra các con và bắt chúng phải có bổn phận với mình. Tôi vẫn hay nói, các con cứ sống cuộc đời của các con đi. Khi nào rảnh dư thời gian thì nghĩ đến mẹ. Một cú điện thoại hỏi thăm cũng đủ rồi. Không cần phải cơm bừng nước rót, bởi ngày nào tôi còn sức thì sẽ tự nấu cơm, tự rót nước. Chỉ mong các con hạnh phúc trước câu hỏi. Những người xa xứ thường mong mỏi lá rụng về cội. Còn danh ca Khánh Ly có mong được trở về quê hương vào phút cuối cuộc đời? Nữ danh ca chia sẻ, tôi nghĩ khi còn sống mình hãy cứ sống tử tế đi. Chết rồi thì chỗ nào cũng là đất cả. Giả sử tôi muốn về đất mẹ nhưng điều đó gây trở ngại, vất vả cho con cái thì sao? Khi bố mẹ chúng đi rồi, có thả cho xuống biển thì cũng trôi về đất mẹ thôi. Có phải vậy không? Người chi kỳ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lặng lẽ kể cho chúng tôi nghe bao kỷ niệm tưởng chừng chỉ có trong cổ tích. Quá nửa đời người, danh ca Khánh Ly không hề biết mặt mũi đồng tiền. Mỗi chuyến về nước biểu diễn, làm từ thiện, tay hòm chìa khóa và giao hết cho người em thân thiết là ca sĩ Quang Thành giữ hộ. Ngày chồng mất, bà cũng không giữ tiền phúng điếu. Sau khi hoàn tất lễ 100 ngày cho ông tại nhà thờ, Khánh Ly cùng Kim Cương đến bệnh viện Nguyễn Trãi,
thành phố Hồ Chí Minh trao toàn bộ số tiền 160 triệu đồng để phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 160 bệnh nhân ở các tỉnh đang phải nằm chờ mổ tại đây vì thiếu kinh phí. Bà trải lòng, chồng tôi luôn nói rằng, em có tiền, em có danh chưa chắc có hạnh phúc vì đời còn rất dài. Em cứ tới những số phận không may là người ta đang cho em niềm vui, hạnh phúc ngoài 70 tuổi. Danh ca Khánh Ly mắc chứng mất ngủ kinh niên. Bà gần như thức trắng trên những nẻo đường biểu diễn và thiện nguyện. Ca sĩ Quang Thành kể, sau những đêm nhạc, có khi bà chỉ ăn khoai, bắp qua ngày, sang hơn thì gọi bát canh cua nấu rau giúp khoai sọ. Bà ăn uống kiêng khem, thời gian thì chiêu chát. Tất cả hướng về những thân phận bé thơ côi cút, bệnh nhân phong, tàn tật, người già yếu. Từng được công chúng mệnh danh là nữ hoàng chân đất và danh ca Khánh Ly luôn muốn được trở về đúng nghĩa với hai tiếng gọi giản dị mà thiêng liêng ấy. Bà mở lời tâm sự, tôi vốn là đứa trẻ mồ côi sớm. Điều tôi cần trong đời sống này không phải tiền, cũng chẳng phải danh mà là tình thương. Bây giờ đã đến thời của một cõi đi về. Tôi vẫn còn cần tình thương ấy và tôi muốn trả lại phần nào những gì cuộc đời đã cho tôi. Trời cho Khánh Ly một giọng hát, dường như chỉ để hát những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Và đã có thời kỳ, những ca khúc của Trịnh chỉ khiến người ta xúc động khi nghe Khánh Ly hát. Nhiều người vì mê vì say tiếng hát điêu trai ấy mà gọi bà là danh ca Khánh Ly. Nhưng trong những lần trở về hát trên quê hương, Khánh Ly chân tình, đừng gọi tôi là danh ca. Không đúng đâu, mấy năm nay, năm nào người yêu tiếng hát Khánh Ly cũng có thể gặp bà ở Hà Nội. Bà hát ở nhà hát lớn hay ở Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội hoặc trong một quán cà phê nào đó vẫn là giọng hát ấy. Chỉ khác là bây giờ bà đã không còn sung sức như trước. Khánh Ly không giấu điều đó. Bà chân thành chia sẻ, chân thành thừa nhận sau bài hát có phần đuối ở những chương trình không trực tiếp. Những chia sẻ, những câu chuyện bỏ nhỏ của bà tạo nên cái duyên sân khấu riêng, khó lẫn, kết nối với khán giả ở các thế hệ để nhiều người càng thêm yêu thêm quý bà hơn. Bà không chỉ về Hà Nội, dọc Việt Nam, mang tiếng hát của mình đến với công chúng mến mộ bà ở Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh. Trong những lần trở về ấy, nếu ai có dịp ngồi trò chuyện với bà, sẽ thấy mọi câu chuyện đã trải qua trong đời bà đều không quên, đều được khắc ghi, nhất là những câu chuyện với Trịnh Công Sơn. Rất khó để kiểm chứng hay xác thực, nhưng như cách bà kể, mọi điều đều như mới xảy ra đây thôi, gần lắm. Khánh Ly, ở tuổi này hay trước đó, bà chỉ tâm niệm, mình là một người đàn bà hát. Tôi thích ca khúc của Trịnh Công Sơn, có thể nghe nhiều người hát nhạc Trịnh, chấp nhận cả sự làm mới của nhiều ca sĩ đương đại. Nhưng những lúc có thời gian, chủ động nghe nhạc, thì thường là nghe Khánh Ly hát Trịnh. Ca sĩ Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh năm 1945 tại Hà Nội, từng đoạt giải nhì cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nhi đồng do Đài Pháp Á tổ chức tại rạp Norodom năm 1956 khi mới 11 tuổi. Năm 1967 bà kết hợp với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và trở thành một hiện tượng của tân nhạc Việt Nam. Những sáng tác của Trịnh Công Sơn đưa Khánh Ly trở thành một trong ba giọng ca nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, bên cạnh Thái Thanh và Lệ Thu sinh thời. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhận xét, khi nghe Khánh Ly hát tôi luôn có cảm giác cô ấy hát không phải chỉ cho tôi mà dường như Khánh Ly hát cho chính sự oan trái của đời mình, hát cho số phận mình. Các ca sĩ sau này ít ai hỏi tôi vì sao tôi viết như thế, câu này có nghĩa gì, có lẽ sự khác biệt là ở đó Khánh Ly bộc bạch, tôi muốn được mãi mãi làm một người Việt Nam nguyên vẹn hình hài trong cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại, một cộng đồng biết thương nhau bằng trái tim Việt Nam, thì tôi cũng sẽ không phải, không đến nỗi phải yêu thương cuộc đời bằng chính trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi ở đây và tôi cũng cần một trái tim. Khánh Ly là người tạo cảm giác gần gũi khi ngồi trò chuyện, gặp bà rồi. Trò chuyện với bà cả buổi, vẫn muốn lần sau gặp lại, chỉ nhớ cộng với sự từng trải, hài hước khiến bà trở thành một người kể chuyện duyên dáng. Tôi tin lời Khánh Ly khi bà nói, sau 40 năm, tất cả mọi người ở Việt Nam còn nghĩ tới tôi ở tuổi này, khiến tôi rất cảm động. Chính vì thế cảm thấy tự nặng lòng biết ơn Trịnh Công Sơn. Không có Trịnh Công Sơn, chẳng ai biết tới tên tôi cũng thích cách suy nghĩ của bà. Khi bà chân thành tâm sự, xin mọi người hãy coi Khánh Ly như là một người thân trong gia đình và cũng xin đừng nghĩ là ca sĩ nữa.
cũng xin mọi người đừng gọi tượng đài, danh ca, không có đúng đâu, tại vì tôi tài không xứng, đức cũng không, cho nên tôi không hề đón nhận gì cả. Tôi là người rất bình dân, ngồi ở vỉa hè ăn cũng ăn ngon, cần chỗ ngủ cũng chỉ cần một góc nhỏ, cho nên đời sống của một diva, tượng đài, danh ca riêng tư không có. Đó là lý do vì sao tôi không thích làm những người như thế. Tôi thích là tôi, đơn giản thôi. Tối nay ăn canh khoai sọ nấu với rau rút và canh cua đồng, xin hãy coi tôi là cua đồng hay củ khoai sọ, rau rút vậy thôi. Tôi cũng thích những tâm tình nhỏ nhẹ của Khánh Ly khi bà nhắc nhớ về mối lương duyên với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi sống ở Đà Lạt, khi gặp gỡ Trịnh Công Sơn đã bảo tôi về Sài Gòn hát, nhưng tôi từ chối. Năm 1967, tôi gặp lại Trịnh Công Sơn và ông lại rủ tôi đi hát. Lần này tôi đi cùng ông. Hồi ấy tôi chẳng có tiền mà mua cơm bụi, ông Sơn mua một suất thì chia làm đôi để tôi được ấm lòng đi diễn. Là giọng ca lạ, song cuộc sống riêng tư của Khánh Ly cũng rất chuồn chuyên. Bà không giấu giếm về sự đổ vỡ đầu tiên trong hôn nhân. Tôi một mình, những điều người ta mừng cho tôi lại chính là những điều tôi không mảng tới. Hoàn cảnh đưa đẩy tôi trong lúc tôi bơ vơ không nơi nương tựa. Ư, khi đã liều mắt đưa chân thì là cùng đường, là không có sự lựa chọn. Gập ghềnh chắc trở, đổ vỡ là chuyện không thể tránh. Nó cứ từ từ tan ra trong sự không chung thủy của cả hai người. Tôi không hề hối hận. Với sự chia tay từ từ, kéo dài tới 3 năm, rất nhiều năm sau, khi con trai đã có gia đình hỏi, mẹ có yêu bố con không? Không. Câu trả lời bật ra nhanh như nó đã nằm sẵn đâu đó mà từ lâu lắm rồi tôi không để ý. Đó là một lỗi lầm thời thơ dại và tôi đã phải trả giá không rẻ. Nhưng dẫu sao, tôi cũng có được hai đứa con sau năm 1975. Khánh Ly sang Mỹ sinh sống, chỉ 10 bài hát của ông Sơn tôi nuôi được mình, nuôi được con, có gia đình, nhà cửa đàng hoàng. Và cũng trong thời gian này, Khánh Ly gặp ký giả Nguyễn Hoàng Đoan. Anh là người tôi gặp từ hồi còn ở Việt Nam, nhưng chỉ là bạn bè bình thường. Lần gặp lại, chúng tôi cũng chỉ như hai người đồng hương, đồng ngữ mà thôi. Một thời gian sau, anh đề nghị với tôi, ở đây anh không có gia đình, em cũng không có gia đình. Em nghĩ sao nếu chúng mình kết hợp với nhau thành một gia đình? Vậy là Khánh Ly gật đầu, thôi tôi lấy anh Đoan. Gia đình tôi chẳng ai ủng hộ cả. Ông Trịnh Công Sơn cũng vậy, viết thư trách tôi, bộ em hết người. Để lấy rồi hay sao? Khánh Ly kể, sau này anh Đoan có nhắc chuyện này với ông Trịnh Công Sơn và ông Sơn cười. Đến bây giờ tôi mới hiểu có những chuyện mà chỉ Nguyễn Hoàng Đoan làm được cho Khánh Ly thôi. Tôi không muốn nhìn thấy Khánh Ly khổ, vì nó khổ nhiều lắm rồi. Nhưng đến lúc này thì tôi yên tâm về sự gắn bó của hai người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.